Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ viết nguyên cái cục phương trình này vào máy Casio. Sau đó chúng ta nhấn Shift Show cái cục này, mình chọn 0.01, còn cục này chọn số 1, thì chúng ta sẽ có kết quả của Y. Sau khi chúng ta có kết quả của Y, chúng ta thấy rõ ở đây có cục block, thì chúng ta biết rằng cục block nó khó thay đổi, chúng ta sẽ tính giá trị bên trong cục block. Thì chúng ta ra kết quả là bằng 4, có nghĩa là nguyên cái cục này sẽ bằng 4. Sau đó chúng ta lấy x cộng y để lên bên phải. Tiếp tục, chúng ta đẩy 3y sang bên phải, 4x sang bên trái. Như vậy, cục này chính là trừ 2x, cái này là chữ y. Như vậy chúng ta có cục này. Và chúng ta lấy cái cục này nè, bỏ vào đây. Và bây giờ dùng máy tính Casio tiếp, chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta nhấn Shift đạo hàm, chúng ta viết cái cục này vào máy. Sau đó chúng ta nhấn Shift Show cái cục này. Thì chúng ta sau khi có kết quả, chúng ta bỏ cái này đi. Và chúng ta ra kết quả số 6, đáp án câu này câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.